Ok mọi người, thì đây là anh khách, thì muốn xin đưa lời cảm nghĩ của anh. Nói chung là mình xem YouTube bên Thiên Vũ cũng nhiều, hôm nay mình quyết định một lúc là 2 bộ loa với giá trị hơn 200 triệu đồng. Mình cũng rất là ý, mình đã hát thử một hai bài rồi, cảm thấy cả nhà anh cũng tin đồ rất là chất lượng. Xin chào tất cả mọi người, một lần nữa chào mừng mọi người trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì như mình cũng đã nói thì nay dịch cho nên là mình cũng có thời gian hơn một chút. Cho nên là nay mình đi lắp bộ dàn á, cho nên mình sẽ là cố gắng mình quay clip nhiều hơn để chúng ta cùng nghe rồi xem là cách thức bên mình đi lắp như thế nào để chúng ta cùng trải nghiệm. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ đưa hàng xuống ha. Hôm nay mình đi lắp một lúc ba 2 bộ dàn rưỡi. Mà trong cùng một nhà khách đó. Thì nhu cầu của anh là muốn ráp là 3 phòng, một phòng khách với lại 2 phòng vụ đó. Anh đang có bên mình nên là tư vấn rồi lắp đặt cho anh 3 phòng luôn. Thì anh cũng tin tưởng cho nên là cũng không có cần phải qua xem trước hoặc này kia cả. Cho nên là anh cũng đặt trên online rồi kêu bên mình tư vấn rồi đến lắp đặt cho anh luôn. Thì gọi là khách hàng tin tưởng như vậy thì Thiên Phụ rất là vui nên sẽ hết sức cố gắng để làm sao mà tối ưu nhất. Thì bộ này mình sẽ lắp xúc ca líp. Thôi có gì lát nữa mình vô trong rồi mình sẽ quay rõ hơn mọi người ha. Thì bây giờ mấy anh em đã đưa đồ vào ha. Thì cũng như lúc nãy mình đã nói, hôm nay là mình ráp 2 bộ chính ở phòng, một bộ phòng khách và một bộ phòng ngủ của nhà khách, tức là 2 bộ rưỡi mọi người. Thì men rồi cùng là hôm nay mình chỉ mà mình phối xúc calip với lại lo phun thì mình xài là JBL KS2 và một bộ KS1. Bộ KS2 thì mình ráp ở phòng khách và bộ KS1 thì mình sẽ ráp ở phòng ngủ của khách để khách tiện dụng. Thì bây giờ mình sẽ khui thùng và lắp đặt ha mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ khui chiếc xúc calip thần thánh. Xúc này thì mấy ngày nay mình đi lắp cũng nhiều. Lắp mấy nhà khách toàn lắp xúc này không. Xúc 4 tấc mọi người. Con này là made in USA luôn á. Con này nhập khẩu nguyên chiếc luôn á. Một chiếc xúc này hình như là nằm ở khoảng tầm 33 triệu gì đó. Đây mấy bạn quay đằng sau thì mọi người thấy này. Cây 115 này. Con này hình như là ở USA luôn này. Có chữ ký luôn này. Này con này là chiếc này là nhập mà nguyên chiếc chính hãng luôn á, của Calip luôn mọi người. Đây là anh Mr. Duy, anh ấy đang lắp chân. Bởi vì không gian này nhỉ. Quay lên. Đáng ra nhà này mình sẽ treo nhưng mà bởi vì là nhà quá cao, tường hình như là 4m từ 5m không anh nhỉ. Tường làm tới 5m. Thì như mọi người phải thấy được rằng là khi mà tường nó quá cao thì khoảng cách khách ngồi ở đây á thì loa sẽ không phụ tới được, cho nên bắt buộc phải là để chân. Còn nếu mà tường khoảng nằm ở khoảng tầm 4m á thì tầm 3m rưỡi gì đó thì mình sẽ treo. Cho nên là tùy vào không gian để mình treo hoặc đặt, chứ không phải là lúc nào mình cũng đặt hoặc lúc nào mình cũng treo, làm sao để cho phù hợp âm thanh nữa. Còn nếu mà khách mà ngồi xa á, ví dụ như là loa đặt ở đó mà khách ngồi khoảng tầm là 5-6m ở tút ngoài kia thì có thể là cho phép treo. Nhưng mà bởi vì khách ngồi ở đây quá gần nên bắt buộc phải để chân, làm sao mà âm thanh nó nằm ở gần tầm tai mình á thì nó mới phụ đều được. Ok,
thì nãy giờ mấy anh em cũng đã lắp ráp và đấu nối xong bộ dàn ở phòng khách. Thì bộ dàn phòng khách thì mình có lắp là một cái main Watch Forever Pro với lại một con KX180, một quản lý nguồn và một JBL VM200. Thì ở phòng khách thì cấu hình của máy cũng y hệt như ở phòng ngủ. Chỉ là khác nhau ở chỗ là phòng khách thì mình có lắp là KBS2, còn ở phòng ngủ thì mình lắp ở KBS1. Thì vì là không gian nhỏ hơn cho nên bắt buộc mình phải lắp KBS1. Thì anh này anh để ngược loa cho nên là mọi người thấy ngược loa ha. Đó, để mình đổi loa lại ha. Đây thì mình để chân. Ở không gian ngắn này thì mình sẽ để chân và một chiếc súp clip. Súp thì ở phòng khách mình cũng lắp súp 4 tấc và ở phòng ngủ ở trên cũng là mình sẽ lắp súp 4 tấc. Phòng trên thì công suất hình như là nhỏ hơn sao. Đây, ở không gian này thôi thì khách có thể là vừa tầm ngồi ở mức này. Đó, vừa tầm để mà nghe khoảng tầm ngang tai đây. Đó, nó vừa. Đấy, như mọi người cũng thấy. Còn nếu như không gian này mà mình lắp ở tút trên lầu á thì sẽ rất là cao. Đó, như mọi người thấy không? Tới 5 mét lận, nó sẽ đánh ở trên đầu chúng ta nghe rất là khó chịu. Thì đây là mình muốn nói để mọi người là chúng ta tùy vào không gian, tùy vào những lúc nào chúng ta cần treo, lúc nào chúng ta cần đặt chân làm sao cho phù hợp với cái không gian. Nói chung là cũng rất hiếm khi mà một khách mà lắp một lúc hai bộ dàn thôi. Thực chất là ba bộ, bộ này là ba bộ. Khách đang một bộ cũ của khách có cặp loa rồi, cho nên là khách có đầu tư là mua men vang số micro để nâng cấp cho một bộ cũ của khách, với lại lắp hai bộ. Thì như lúc nãy mình có nói vui vui là lắp 2,5 bộ á. Nãy giờ mình đã cân delay xong và setup phần nhạc xong, coi như là phần delay là phần rất là quan trọng và cắt rốt này kia thì mình đã làm xong. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người cùng nghe thử chất âm ha, mình sẽ mở nhạc để mọi người nghe thử ha. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe một bài vocal ha. I know. Well, I need.
Ok mọi người, thì bây giờ mình nãy giờ mình đã test nhạc xong và cơ này đây xong xuôi rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình set up mic pro. Karaoke thì mic pro rất là quan trọng. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào set up mic pro. Ok mọi người, thì nãy giờ mình cũng đã set xong mic pro và bây giờ mình sẽ hát một bài xem có ok không, rồi khi đó mình sẽ khách sẽ thực tế test để mọi người cùng nghe ha. Không biết hát bài gì cả nên là quốc đại bài vào ha. Trời nhẹ dâng lên cao hơn tôi dường như bóng chim vương đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chỗ nào bình yên và dòng sông xanh kia nặng im như không muốn trôi cười màu áo rêu vô về đánh giấc mơ nghỉ ngơi. Vì rào hoa theo mây thời gian qua không khóm cây chợt nghe hứng người mùa hạ lướt nước qua tầm tay kia bên mây lang thang tìm bạn đây không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa thật gian. Ta do trời phiêu lãng cuối trời đời bột mèo phù du kiếm người dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Anh thắp sáng tâm hồn trái lệch trong tim mọi người những yêu thương cho cuộc đời mùa hạ ơi tình khơi khơi bạn đời xin hãy vứt hết nỗi buồn xóa tan đi bao đêm trường bước ung dung cho cuộc đời. Xong thì bây giờ mình sẽ bàn giao cho chủ nhà hát thư ha, để mình chốt. Thơ vui cánh hoa đường lắng nghe chuyện tình ta đã yên mùa trăng vui vì mưa gió trên trường anh bước đi có nàng quen đôi đường vắng me hỏi con ai cô trinh em ơi nhìn gió lên trời làm gió trong vời một người xa núi trời nơi đây biến đã anh già lúc này mình lắp ráp ở dưới phòng khách đã xong xuôi hết một chút rồi, setup xong và lắp đặt xong rồi. Thì bây giờ mình lên phòng trên. Phòng trên thì mấy bạn lúc nãy thì mấy bạn cũng có lắp trước nãy giờ rồi. Bây giờ mình chỉ lên setup thôi và phụ với bạn chốc nữa, còn cái súp chưa tháo. Thì bộ trên này chỉ khác chỗ là loa KBS 1 thôi, còn bộ dưới phòng lớn hơn cho nên là lắp KBS 2. Ở trên này phòng nhỏ hơn mình lắp KBS 1, cũng là súp thì mình cũng xài súp 4 tấc luôn. Bộ này là đắt, là hai chiếc súp là đắt nhất á, một chiếc 30 mấy triệu. Mọi người thấy cái hàng nhập khẩu của thằng nước ngoài này, nó cho mình mấy cái bìa đơn giản mà thôi chứ không có mút gì hết.
khoảng chính hãng nhập khẩu nguyên con từ từ Mỹ về á. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Mọi người nhìn cái thùng. Không có gì đặc biệt hết á. Rất là mộc mạc luôn. Chân của mình phải tự lắp chân luôn này. 33 triệu một cái một chiếc xúc mà mình phải tự bắn chân luôn. Ok. Thì lắp đặt đã xong ở phòng 2 rồi. Thì phòng này như lúc nãy mình cũng có nói đó, thì cấu hình máy y hệt như ở dưới phòng khách. Đó, chỉ khác là cái cặp loa KBS1 thôi. Thì bây giờ mình đã xong xuôi hết, thì bây giờ mình sẽ setup. Thì lúc này mình set ở phòng dưới rồi, thì bây giờ lên phòng trên á. Cái tiếng micro có lẽ mình sẽ set đơn giản hơn một chút, bởi vì là mình sẽ copy cái file ở phòng dưới mình đưa lên đây. Còn phòng này bây giờ mình sẽ cân delay và cắt rốt cho nó thôi. Ok mọi người, thì đây là bộ dàn mà mình hồi nãy mình có nói đùa là bộ dàn rưỡi ấy mọi người. Đây là bộ phòng thứ ba. Thì phòng này là anh khách nâng cấp là một cái men Federico D4.4 và một vang số Federico X10 và một chiếc mic Shure U9 Panorama. Thì bộ này anh nâng cấp ở trong cái phòng ngủ của anh nhé, để đôi lúc anh nghe nhạc, đôi lúc hát cho vui. Bộ này thì đây là loa của anh, và anh có một chiếc xúc hơi đó, thì cho nên là mình xài bên 4 kênh đó. Thì bộ này thì nâng cấp để cho anh hát đó, ở trong phòng cho vui vậy đó. Ok mọi người, thì đây là anh khách, thì muốn xin đôi lời cảm nghĩ của anh. Nói chung là mình xem YouTube bên Thiên Vũ cũng nhiều, và hôm nay mình quyết định mua một lúc là hai bộ loa với giá trị hơn 200 triệu đồng. Và cũng rất là ưng ý, và mình đã hát thử rất là một hai bài rồi, cảm thấy cả nhà ai cũng tiền đồ rất là chất lượng. Cũng là hồi trưa giờ anh em cũng lắp đặt cũng là xong, thì bây giờ mình xin chào tất cả mọi người và hẹn lại mọi người trong một video clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like, share và subscribe để mình có thêm động lực. Những lúc mình đi lắp đặt thì mình có thể là làm thêm những clip hay hơn để cùng nhau chúng ta chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Và xin chào mọi người.